Mồng tơi là loại rau dân dã có tính hàn và nhuận tràng, thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình những ngày hè nóng nực. Theo Đông y và Tây y, lá mồng tơi có nhiều công dụng tốt tốt cho sức khỏe bên cạnh việc làm mát cơ thể như chúng ta vừa biết. Sau đây là top 7 công dụng của lá mồng tơi với sức khỏe bạn nên biết. Mồng tơi rất tốt cho việc làm đẹp da. Ăn lá mồng tơi giúp khí huyết lưu thông dễ dàng, đồng thời dưỡng da mịn màng và tươi trẻ hơn. Bạn có thể lấy mồng tơi non giã nhuyễn rồi lấy nước cốt, sau đó cho vào vài hạt muối. Tiếp theo bạn dùng hỗn hợp này tỏ đều lên mặt trước khi đi ngủ và để đến sáng, làn da sẽ trở nên trắng mịn và giảm nếp nhăn rõ rệt. Tăng sữa cho thai phụ. Phụ nữ sau khi sinh thường gặp phải tình trạng viêm tắc túi sữa, gây thiếu sữa cho bé bú. Bạn có thể dùng lá mồng tơi hầm với đậu đen và gà ác. Các dưỡng chất như sắt, chất saponin, vitamin A, B3 trong mồng tơi sẽ kích thích tuyến sữa, đồng thời dưỡng da tóc hồng hào, khỏe mạnh. Điều trị bệnh trĩ. Đối với những ai bị trĩ nhẹ, bạn có thể dùng một nắm mồng tơi giã nhuyễn cùng một chút muối rắc trực tiếp lên chỗ bị sưng. Bên cạnh đó, bạn kết hợp ăn canh mồng tơi nấu với cá giết để đạt hiệu quả tốt nhất. Chữa khí hư, suy nhược. Bạn dùng mồng tơi, một nắm đậu đen nấu cùng một con gà ác, chỉ cần ăn trong 1 đến 2 lần một tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Những người hay bị ở chua và đau dạ dày cũng nên ăn món này. Giảm chất béo, cholesterol. Những người muốn giảm cân hay giảm mỡ trong máu thì nên ăn mồng tơi thường xuyên. Chất nhầy trong mồng tơi sẽ hấp thụ cholesterol nội sinh và ngoại sinh, rất tốt cho những ai bị mỡ và đường trong máu cao. Chữa chảy máu cam do nhiệt. Nếu bạn bị chảy máu cam do nhiệt thì có thể dùng mồng tơi tươi rửa, sau đó giã nhuyễn lấy nước cốt rồi nhét vào lỗ mũi. Trong vòng 1 phút đồng hồ, máu cam sẽ dừng ngay. Điều trị chứng đi tiểu buốt. Nếu bạn xuất hiện tình trạng đi tiểu buốt, đầu rát thì có thể dùng nước mồng tơi vào buổi sáng. Bạn lấy mồng tơi tươi giã nát, lấy nước cốt rồi pha vào nước thêm một chút muối, duy trì khoảng 1 tuần sẽ thấy công hiệu ngay.